tỉnh, đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2020. Công an huyện Mường Khương đã chỉ đạo các tổ đội nghiệp vụ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mường Khương đã tập trung thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, giải quyết những nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, duy trì lực lượng tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm về giao thông vào các thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt trong cái đại hội đảng các cấp để tiến tới đại hội đảng bộ huyện sắp tới, để thực hiện nghiêm cái việc xử lý các cái người điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông mà có nồng độ cồn và thực hiện cái cao điểm về cái xử lý các cái đối tượng về kể cả về ma túy, về nồng độ cồn trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền tại các cơ quan, trường học, khu dân cư về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Ban ngày cũng như là ban đêm, bằng các biện pháp tuần tra lưu động cũng như là tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Trong đó chúng tôi chủ yếu tập trung vào các trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, điều khiển xe trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định. Đồng thời, Công an huyện cũng đã xây dựng các phương án, biện pháp nghiệp vụ để tấn công các loại tội phạm, tập trung phòng ngừa các đối tượng gây rối tại nơi diễn ra các hoạt động phục vụ đại hội, ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống đột xuất bất ngờ.